Ông cháu cắt tóc rồi gì? Chú có biết cắt kiểu leo bung không nhỉ? Để tối cháu đi ăn với bạn gái cháu mà. Leo bung à? Vâng. Có đi, mày không xem chú cắt tóc leo bung trên top top à? À, cháu cũng xem cũng đẹp phết đấy. Xem đẹp phết sao mày lại hỏi chú có biết cắt leo bung không? Chắc hỏi cho chắc chú ạ. Hỏi cho chắc lần sau đừng hỏi đấy nhá. Chú không thích thằng nào hỏi chú có biết cắt kiểu này kiểu kia không đâu nhá. Vâng. Mày thích chú đuổi mày về chú không cắt tóc nữa không? Được rồi chú cắt cho cháu. Lần sau cấm nói kiểu đấy nữa chưa? Ok ông chú. Ok ông cháu. Đi ông cháu hay xong đấy. Ông chú ơi, quả leo bung của cháu đâu rồi nhỉ? Đấy quả leo bung của ông cháu đấy được không? Đẹp đấy ông chú ạ. Đồng ý chưa? Đồng ý rồi ông ơi. Thế mày hết đòi cái kiểu là chú biết cắt leo bung không chưa? Hết rồi chú ơi. Ở đây của ông cháu 100 đấy nhá. Ông chú ơi, cháu vừa mà cầm tới 500 rơi đâu mất rồi. Rơi mất tờ 500 á? Vâng. Có thằng nào nhặt được tờ 500 của nó? Ờ. Hả? Hỏi hỏi có thằng nào nhặt được không? Chắc chỉ rơi quanh đây thôi. Ơi hình như có thằng áo đen ở đây nhỉ? Chú thấy nó cúi gầm xuống nó nhặt tiền ở đây. Nó về luôn. Có biết nhà nó đâu không? Nó khách một lạ chú ạ. Khách lạ. Thế bị rơi rồi bây giờ như nào bây giờ? Thế, rơi cái gì? Đấy thôi chú cho mày về xin mẹ để giả chú tiền sau nhá. Vâng. Thế mà để tiền trong túi rơi ở đây, chú thấy có thằng nhặt tiền mày ở đây ra chú lại tiền của tưởng tiền của nó. Thôi về đi, lúc khác giả chú tiền nhá. Thôi mày là chú thấy thằng khác nhặt được tờ 500 chú tưởng thằng đấy, chú về nhá. Hôm nào ra giả chú sao nhá. Ok ông cháu ạ.